Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh My American Life. Mình tên là Ngân. Họ của mình là họ Lê, nhưng mà bây giờ hiện tại đang kết hôn với chồng người Mỹ, cho nên là mình đổi tên thành là họ họ chồng, họ Hernandez. Là người Mỹ gốc Tây Ban Nha đó các bạn. Ở Mỹ người ta gọi là Hispanic American. Sáng nay mình dự định là mình đi ra khỏi nhà, mình sạc xe, xong rồi mình đi lên văn phòng, xong rồi mình đi ăn trưa với lại một cái group gọi là networking group. Nhưng mà ra sạc xe hồi xong cái làm biếng lười quá, cái chạy về nhà điền xong cái hồ sơ bảo lãnh mẹ qua Mỹ đó. Xong rồi bây giờ xong mới xong xuôi đây, mất 2-3 tiếng đồng hồ ngồi, mất 2-3 tiếng đồng hồ, bây giờ chạy ra sạc xe tiếp. Đợt vừa rồi á, lướt trên Facebook thấy một cái bài đăng của thầy chủ nhiệm lớp mình, thì mình thấy rằng cái chủ đề này cũng rất là thú vị, cho nên là hôm nay mình sẽ nói về cái chủ đề lông bông có gì sai. Thực ra các bạn, cuộc sống thì nó muôn màu muôn vẻ, mỗi con người nó có một cái tài năng riêng và nó có một cái nghề nghiệp khác nhau. Nếu như mà mình quơ đũa cả nắm, mình nói ô nghề này tốt, nghề kia không tốt, ai cũng phải theo nghề này thì nó không đúng. Nhưng mà thỉnh thoảng á thì mình chỉ bàn luận vậy thôi, mình nói lên vậy đó, chia sẻ cái cuộc sống cho nhau, chia sẻ cái kinh nghiệm cho nhau, chia sẻ cái cách thức kiếm tiền cho nhau. Biết đâu những cái người trẻ, những cái người khác sẽ học hỏi được một chút từ cái câu chuyện của bạn, vậy thôi. Nhưng mà thực sự bản thân mình á, mình cảm thấy mình là một người có khả năng truyền cảm hứng cho những cái người xung quanh, bất kể là ai, chỉ cần những cái người ở xung quanh mình thì đều có những cái năng lượng tích cực, thì đó là một cái điều mà mình cảm thấy nó rất là vui. Mình sẽ kể cho các bạn nghe về cái câu chuyện cái chiếc xe đầu tiên của mình ha. Thì cái chiếc xe đầu tiên mà đứng tên mình mà mình mua ở Mỹ á, nó là một cái chiếc xe Tesla. Thì xe Tesla nhìn chung nó là một cái thương hiệu xe hạng sang, xe điện hạng sang, tương đối là đắt ở Mỹ chứ không phải là bình dân, không phải là rẻ. Mua xe sắm nhà là những cái việc lâu dài, bất cứ ai á cũng nghiên cứu rất là kỹ, suy xét rất là kỹ, coi ngó rất là kỹ trước khi mà đưa ra cái quyết định. Thì nhà mình cũng vậy thôi, vợ chồng mình cũng đã như vậy. Rồi cuối cùng thì tụi mình quyết định mua chiếc Tesla là cái xe đầu tiên đứng tên mình thôi nha, chứ còn ông xã thì có những cái chiếc xe khác rồi đó. Thì là cái xe Tesla đầu tiên đứng tên mình rất là yêu thích cái xe đó, mình rất là thích, rất là đẹp, rất là êm, và nhìn chung nó cũng rất là sang trọng, và nó là cái công nghệ, nó xe công nghệ chứ nó không có phải là xe chạy xăng truyền thống, thì mình vô cùng yêu thích cái xe đó. Nhưng mà vô tình sau khi mà mua và chạy được nửa năm thì vô tình tại cái thời điểm đó là lạm phát, các bạn biết là cái thời điểm năm đầu năm 2022 lạm phát kinh khủng, giá xe thì tăng vút lên trời, xong rồi nguồn cung ứng xe thì thiếu hụt, coi như là toàn bộ nước Mỹ là không có xe để bán, kể cả xe cũ, thì tình hình chung là nó như vậy, tình cờ như vậy thôi. Thì mình cảm thấy ồ, đó là một cái thời điểm rất là tốt để bán cái xe với cái giá hời. Tại vì á, cái việc mua xe nó rất là dễ các bạn, nhưng mà cái việc bán xe với giá hời đó là một câu chuyện rất là khó và ít khi xảy ra. Bởi vì nếu các bạn mua xong cái xe và đưa cái xe ra khỏi cái dealership thì coi như là các bạn, cái xe con xe của các bạn mất giá rồi. Đó là một cái sự thường tình. Nhưng mà cái thời điểm đó là cái thời điểm mà gọi là 10 năm có một lần, 15 năm có một lần, chứ không phải là lúc nào cũng có cái cơ hội như vậy. Thì đắn đo suy nghĩ, trời ơi, bởi vì mình rất là yêu cái con xe đầu tiên của mình các bạn ơi, mình yêu thương cái xe đó vô cùng luôn. Nên là mình đắn đo suy nghĩ mãi rồi cuối cùng mình mới quyết định là mình bán cái con xe đó. Thì đó là một cái quyết định khó khăn đó các bạn, chứ nó không có dễ. Và cuối cùng thì mình cũng đã chốt hạ cái con xe đó các bạn ơi. Lời 15.000 đô sau khi đi nửa năm. Thì cái quá trình bán đó các bạn phải viết hợp đồng. Mà cái thời điểm đó mình qua Mỹ chỉ có 3 năm rưỡi thôi. Nói chung mình cũng không phải là sinh sống lâu dài gì ở Mỹ. Nhưng mà
Tại vì cái bản thân mình nó mình là cái người mà rất là thích chốt deal các bạn. Có nghĩa là mình muốn trở thành một nhà đầu tư ưu tú, cho nên bất cứ cái gì, bất cứ cái deal nào mà tạo ra tiền mình đều rất là cảm thấy phấn khởi, cảm thấy rất là kích thích và rất rất là muốn làm những cái deal đó, chốt những cái deal đó. Thì mình cảm thấy là khi mà một một cái xe mà bán sau khi đã đi được nửa năm mà đem lại lợi nhuận 15.000 đô la thì mình cảm thấy đó là một cái deal rất là hời. Cho nên là sau một cái quá trình đắn đo suy nghĩ thì mình cuối cùng mình cũng đã bán, và mình cũng đã viết viết cái hợp đồng, tự mình nghĩ ra hợp đồng rồi tự mình bán cho cái cô đó, là cô người Campuchia các bạn ạ. Thì cuối cùng thì mình cũng đã bán xong cái con xe đó. Nhưng mà tất cả những cái quyết định như vậy á thì nó cũng không có phải là dễ dàng, bởi vì nó kéo theo hệ lụy. Ví dụ ở Mỹ cái việc di chuyển nó rất là quan trọng, và cái xe nó cũng giống như đôi chân của các bạn vậy đó. Nếu không có xe thì hầu như mình không có làm được chuyện gì cả đó. Nên là quyết định bán đi cái xe nó là một cái quyết định nó rất là táo bạo. Nhưng mà mình phải suy xét đến cái việc backup. Ví dụ như tại vì á là ông xã mình, ổng giờ giấc đi làm của ông xã mình nó ổn định, mỗi ngày nó đều như vậy, rồi đi về cái khung thời gian đó. Còn mình á, cái công việc của mình, nó cái thời gian của mình có thể tự quyết định được. Nên là mình dựa theo cái việc đó mà mình xử lý cái tình trạng của mình. Thế thì cái câu chuyện hồi nãy giờ mình kể là cái câu chuyện về cái chiếc xe đầu tiên mà đứng tên mình trong cuộc đời mình, thì cái câu chuyện này nó có liên quan gì đến chủ đề hôm nay là lông bông có gì sai, đúng không các bạn? Thì mình cũng nói luôn cho các bạn biết đó, cái quy trình bán xe mặc dù nó chỉ có 2-3 ngày thôi, nhưng mà đó là một cái quyết định mình cảm thấy nó khó khăn chứ nó không dễ. Và để làm được những cái chuyện như vậy thì mình phải có năng lượng, và cái hoàn cảnh của mình nó phải phù hợp với lại cái quyết định mình đưa ra, và mình phải xử lý được những cái mà hệ lụy kéo theo thì mình mới quyết định được cái chuyện đó. Thì sau khi bán xe 8 tháng thì mình mua lại chiếc mới đời 2023, còn cái chiếc cũ là đời 2021. Rồi mình sẽ tính ra cái bài toán là chiếc xe mới nó có mắc hơn chiếc xe cũ hay không. Đúng, chiếc xe mới nó mắc hơn chiếc xe cũ các bạn, chứ không phải không mắc hơn. Nhưng mà bù lại, mình có những cái chính sách riêng của Tesla là mình lấy lại 7.500 thuế. Thì như vậy coi lại có mắc hơn không các bạn? Không hề nha. Đó, xong rồi mình sẽ nói về cái mặt lãi suất. Cái chiếc xe đời 2021 của mình đó, lãi suất nó chỉ có 249 thôi. Còn lãi suất hiện tại mình mua chiếc xe đời 2023, lãi suất nó là 6.34. Trời ơi, gần gấp 3 lần á các bạn. Trời ơi, nó nhiều lắm á. Nhưng mà các bạn ơi, đừng các bạn khi mà các bạn sống ở Mỹ rồi, các bạn hoặc là các bạn sống ở bất cứ nơi đâu. Lãi suất là cái chuyện có thể điều chỉnh được dễ dàng. Như vậy là xuyên suốt cái câu chuyện hồi nãy giờ mình kể nó có liên quan gì đến chủ đề hôm nay, lông bông có gì sai. Đó. Thì mình chỉ muốn nói với các bạn một điều rằng á, có một công việc ổn định cũng tốt, nhưng mà khi các bạn không có một cái công việc ổn định, chưa chắc các bạn đã sai. Ví dụ cái deal của con xe này, mình làm cái deal con xe này là mình kiếm 15.000 đô. Thì nếu như một số cái deal khác mình kiếm được 150.000 đô, rồi nếu như một số cái deal khác mình kiếm được 1,5 triệu đô la, thì có phải là mình chỉ làm một số lần trong đời thôi, nhưng mà có phải rằng là nó bằng cái số tiền cả một đời bạn 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 kiếm và bạn tiết kiệm hay không? Nghĩ lại đi, như vậy thì lông bông nó có sai không các bạn? Chưa chắc à, chưa chắc sai nha. Như vậy thì tại sao phải cứ có một công việc ổn định mới tốt, còn lông bông thì không tốt? Mình nói cho vui vậy thôi các bạn, chứ thực ra mình không có lông bông. Hiện tại mình đang là CEO của một công ty tư vấn và xây dựng ở Mỹ, tọa lạc tại Houston, Texas, gọi là Texas Trend Consulting and Construction, có nghĩa là xu hướng Texas đó các bạn, chứ không phải là lông bông đâu. Nhưng mà nhiều khi mình nói vui như vậy đó, các bạn cứ nhìn thấy một số người ô da lúc nào cũng bận rộn, rồi một số người có vẻ như lúc nào cũng lông bông như vậy, nhưng mà chưa chắc. Đó là cái lý do vì sao mà cái nền giáo dục ở Mỹ rất là tự do, cha mẹ không có ép buộc con cái bất cứ một cái gì cả, bởi vì chưa chắc làm bác sĩ
chưa chắc làm luật sư, chưa chắc làm y tá đã tốt hơn những cái người đi làm sale hoặc là những cái công việc như là viết lách này nọ. Nói chung tất cả những cái việc ở Mỹ đều được tôn trọng, và biết đâu một ngày nào đó họ trở thành ngôi sao, họ trở nên nổi tiếng, họ trở thành triệu phú đô la. Không ai biết được một con người sẽ trở thành cái gì. Đó là lý do vì sao cái nền giáo dục ở Mỹ nó tự do như vậy. Cha mẹ không bao giờ ép con cái trở thành một cái phiên bản gì cả đó. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, cho dù bạn có làm bất cứ một cái nghề nghiệp nào đó ổn định thì bạn cũng có những cái nỗi lo riêng, cũng có những cái trằn trọc suy nghĩ riêng. Cũng như vậy thì mình cũng vậy thôi. Khi mà mình lên trên mạng, mình lên trên Facebook thì mình chỉ post những cái khoảnh khắc ô ăn chơi rồi sang chảnh rồi lông bông này nọ, chứ còn những cái đêm mình mất ngủ mình đâu có post cho các bạn biết. Những cái lúc mà mình lo lắng trong lòng, thậm chí mình mất ngủ cả đêm đó các bạn, suy nghĩ muốn bạc tóc luôn đó các bạn, nhưng mà đều cái tóc mình đã tốt quá nó không bạc thôi, cho thiếu điều nó muốn bạc hết, nó rụng hết các tóc đó các bạn. Mà tại vì những cái lúc đó mình đâu có lên mạng mình la làng lên cho các bạn biết à tôi suy nghĩ tôi rụng hết tóc đâu đó, đúng không? Thì mình chỉ chia sẻ cái câu chuyện của mình như vậy để các bạn thấy rằng là không phải cứ cái nghề này là tốt, cái nghề kia là tốt, mà cái nghề này không tốt, cái nghề kia không tốt. Bất cứ cái nghề nào cũng tốt đẹp cả nếu như các bạn thành công trên cái nghề đó. Vậy thôi à. Rồi, vậy ha. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video lần tới ha. Bye bye.